Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Thì hiện tại là cuối tháng 10 của năm 2023 rồi các bạn, chuẩn bị bước sang tháng 11 này. Tháng 11 này dự định là một tháng sẽ là bùng nổ của những dòng xe nhà Vespa và Piaggio, là do là nhà máy Piaggio Việt Nam sẽ cho ra mắt một số mẫu xe mới trong năm 2023 này ha các bạn. Và nếu các bạn đang quan tâm về những mẫu xe mới của nhà Piaggio và Vespa thì hãy tiếp tục xem hết video này của Tuấn Anh ha. Thì hiện tại Tuấn Anh đang là nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý Piaggio Moto miền Nam, nằm tại số 52 Tô Ký, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và 369 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Hạnh, quận Tân Phú. Nếu các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu hoặc là mua xe Vespa và Piaggio, liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh thông qua số điện thoại 0973060627 hoặc đến trực tiếp showroom gặp Tuấn Anh ha các bạn. Rồi, thì tiếp nói cái câu chuyện lúc nãy Tuấn Anh nói các bạn là trong tháng 11 này sẽ là một tháng bùng nổ của các dòng xe Vespa và Piaggio. Thì video ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ cập nhật cho các bạn tất cả những cái mẫu Piaggio Việt Nam chuẩn bị ra mắt của dòng xe Vespa nè, dòng xe Piaggio trong tháng 11 năm 2023 ha. Đầu tiên sẽ là về những mẫu xe mới của dòng xe Vespa trong tháng 11 2023 các bạn. Đầu tiên sẽ là một mẫu xe Vespa mà các bạn rất là quen thuộc ở thị trường Việt Nam chúng ta, là mẫu Vespa Primavera. Thì trong tháng 11 này Piaggio Việt Nam sẽ cho ra mắt mẫu Vespa Primavera phiên bản collab với Disney hay các bạn, phiên bản chuột Mickey đó các bạn, với rất nhiều màu sắc đen, đỏ, vàng gì đó. Thì mẫu xe đó hiện tại cũng dự kiến sẽ có hàng vào tháng 11. Nếu các bạn đang có nhu cầu mình đặt xe hoặc là muốn sở hữu chiếc xe đó đầu tiên tại thị trường Việt Nam thì có thể liên hệ Tuấn Anh để mình có thể đặt hàng chiếc xe đó các bạn. Giá thì Tuấn Anh cũng có ở đây nè các bạn, để Tuấn Anh sẽ nói về phần giá dự kiến của phiên bản Mickey cho các bạn ha. Hiện tại giá là 86.800.000, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số các bạn. Giá Tuấn Anh sẽ là chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số, đã bao gồm phần thuế VAT nhưng chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số cho mẫu Vespa Primavera phiên bản chuột Mickey ha các bạn. Đây cũng là, thì đầu năm giờ Tuấn Anh cũng thấy rất là nhiều thương hiệu kết hợp với Disney để làm phiên bản kỷ niệm chuột Mickey rồi các bạn. Và cuối năm nay thì bắt đầu Vespa họ cũng đã ra mắt cái mẫu này tại thị trường Việt Nam. Trước đó thì ở châu Âu thì Tuấn Anh thấy đã có rất là nhiều rồi, các bạn cũng có rất nhiều người sở hữu cái mẫu xe này rồi. Thì bây giờ cuối năm Piaggio Việt Nam họ sẽ đem về cái mẫu này về Việt Nam để bán cho những khách hàng gọi là những fan cứng của Disney ha các bạn. Đó là một mẫu. Tiếp theo là một mẫu xe Vespa nữa các bạn. Mẫu xe này Tuấn Anh nghĩ là những cái anh mà mình đang có nhu cầu mình tìm hiểu những dòng xe Vespa mình rất là thích mẫu này luôn. Đó là mẫu Vespa GTS 150. Rồi, tới đây các bạn sẽ nói là ủa GTS 150 ra mắt từ hồi đâu, tháng 5 tháng 6 rồi đúng không các bạn? Đó là phiên bản Superbox. Còn bây giờ chúng ta sẽ có phiên bản Classic nha các bạn. Thì nó sẽ có hai màu để các bạn lựa chọn, một là màu be, hai là màu đen bóng. Với giá niêm yết là 126.500.000, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số cho GTS phiên bản Classic các bạn, hai màu sắc để các bạn lựa chọn. Thì ở đây Tuấn Anh thấy nó vẫn sử dụng keyless ha các bạn, và những cái thiết kế vẫn tương tự như mẫu GTS Superbox, nhưng mà những cái viền nó sẽ đi mạ chrome làm xe nó sáng. Thì ở đây Tuấn Anh thấy màu be rất là đẹp. Nếu mà các bạn, những anh nào mình đang dự kiến mua Vespa GTS thì mình có thể cân nhắc thêm cái mẫu xe này ha các bạn. Dự kiến xe cũng sẽ về đại lý trong tháng 11 năm 2023. Rồi, tiếp theo, mẫu Vespa cuối cùng Tuấn Anh nghĩ là rất nhiều khách hàng sẽ chờ đợi và săn từng ngày xem nó sẽ hot lên cỡ nào các bạn. Nghe cái tên thôi chắc chắn sẽ hot rồi. Đó chính là mẫu Vespa 946 phiên bản kỷ niệm 10 năm. Trong những video trước đây khoảng 3 tháng thì Tuấn Anh sẽ cũng đã cập nhật đến cái mẫu xe này cho các bạn hết. Thì hiện tại mẫu xe này trong tháng 11 này dự kiến sẽ về đại lý luôn. Số lượng rất là ít luôn hết các bạn. Vespa 946 đã hot rồi, phiên bản kỷ niệm 10 năm của nó còn hot hơn nữa. Nên là các bạn nào có nhu cầu mua xe hoặc là tìm hiểu xe thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ha. Tuấn Anh sẽ nếu mà có hàng thì Tuấn Anh sẽ báo cho các bạn về những cái mẫu xe này. Đó là Vespa sẽ ra 3 mẫu trong tháng 11 năm 2023 các bạn. Vespa Primavera phiên bản Mickey, Vespa GTS 150 phiên bản Classic, và siêu phẩm Vespa 946 phiên bản kỷ niệm 10 năm màu xanh chuối. Xong những mẫu xe mới sẽ ra mắt vào tháng 11 2023 của dòng xe Vespa, thì ở đây Tuấn Anh sẽ tiếp tục báo cho các bạn hai mẫu xe chuẩn bị về tại Việt Nam chúng ta của nhà Piaggio. Về là các bạn hiểu rồi ha, xe này là xe nhập khẩu và nhập khẩu do Piaggio Việt Nam nhập khẩu chính hãng các bạn. Thì hai mẫu xe này đã có mặt từ thị trường ở thị trường Việt Nam trước đó rồi các bạn.
nhưng trong năm 2023 này tiếp tục lại về và về mẫu mới cho các bạn ha. Đầu tiên sẽ là mẫu Piaggio MP3 400 phiên bản 2023. À, trước đây Tuấn Anh đã giới thiệu cho các bạn một phiên bản 2022 rồi, và 2023 sẽ là phiên bản nâng cấp của nó. Và Tuấn Anh thấy cũng rất nhiều công nghệ được đưa vào con MP3 này ha các bạn. Nó một con xe ba bánh nha. Nếu mà các bạn tìm hiểu thì Piaggio MP3 là cái xe ba bánh, có hai cái bánh trước ha các bạn. Thì video review về cái chiếc xe này mẫu 2022 Tuấn Anh cũng đã làm rồi. Nếu 2023 Tuấn Anh có cơ hội cũng sẽ giới thiệu cho các bạn về mẫu xe này. Đó, thì mẫu xe này nó cũng đang dự kiến sẽ về Việt Nam chúng ta trong tháng 11 2023. Tiếp theo là mẫu Piaggio Beverly. Beverly thì trong năm nay sẽ về những cái mẫu y như mẫu 2022 các bạn, nó không có thay đổi quá nhiều về thiết kế ha. Về những cái công năng trang bị trên Piaggio Beverly 400 trong năm 2023 này nó cũng sẽ tương tự như mẫu 2022. Vì do Tuấn Anh thấy cái mẫu Piaggio Beverly 2022 nó đã đầy đủ những option cho một cái con xe tay ga phân khối lớn rồi các bạn. Chỉ có MP3 là nó hơi thua thiệt một xíu thôi. MP3 mẫu trước thì nó xài halogen này các bạn, nó xài bóng halogen và cái thiết kế của nó cũng không gọi là quá hầm hố ha. Nhưng trong năm 2023 này tất cả những cái đèn của Piaggio MP3 đã được trang bị là đèn LED, trang bị luôn cho các bạn là cây LED giống như trên Beverly cũng như là GTS, và đặc biệt nữa là trang bị thêm cái đồng hồ TFT ha các bạn, có thể điều hướng luôn trên con Piaggio MP3. Và giá hiện tại của Piaggio MP3 hình như là đang được niêm yết với giá là 340 triệu chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Và các bạn lưu ý ha, TM3 nó là xe ba bánh nhưng mà đăng ký lưu thông ở Việt Nam các bạn chỉ cần có bằng A2 thôi ha. Rồi còn Beverly vẫn giữ nguyên giá là 235 triệu chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Thì nếu các bạn quan tâm về những mẫu xe tay ga phân khối lớn đó của nhà Piaggio, có thể liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh thông qua số điện thoại 0973 060627. Nếu mà có xe Tuấn Anh sẽ review giới thiệu chi tiết cho tất cả các bạn cùng xem về những mẫu xe mới của nhà Vespa và Piaggio ha. Rồi, nếu các bạn thấy thông tin này hữu ích có thể để lại một like video, một subscribe để tiếp tục ủng hộ kênh của Tuấn Anh ha.